có được, không có bỏ phí thì giờ nào, nhưng mà đồng thời cũng có thì giờ để cho các học viên nghỉ ngơi. Chương trình kéo dài từ hôm nay 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Nhiều ngày như vậy, nếu chúng ta không có sử dụng thì giờ một cách thông tin hợp lý thì chẳng những chúng ta không có đầu sâu vào tất cả những môn học, đồng thời chúng ta cũng gặp rất là trở ngại được nhiều sức khỏe. Chúng tôi nghĩ rằng không cần thiết để trình bày với học viên những chi tiết liên quan đến chương trình, bởi vì ở trong viện cổng năng với chúng ta đều đã ghi rõ. Nhưng mà theo lời yêu cầu của ban tổ chức thì chúng ta nên nhắc lại đây một vài cái trọng điểm, và tất cả chúng ta nên có cái khái niệm về thời gian. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, đặc biệt là ba ngày đầu, hai ngày đầu thì chúng ta sẽ tập trung vào những chương trình Phật học. Chương trình Phật học ở đây có những phần giáo lý căn bản, và chúng ta có một cái tổng quan về hai cái truyền thống chính của đạo Phật là Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nam truyền. Hai ngày còn lại thì chúng ta sẽ có một số các môn học liên quan đến Phật sự chung của giáo hội, đến hành quả chung giáo hội. Nói cách khác là cái gì có thể cách thực dụng. Nhưng trên phương diện truyền thông, lịch sử Phật giáo, các tổ chức Phật giáo thế giới, hoặc giả là chúng ta có một số thảo luận liên quan đến sự sử dụng ngành tinh học hiện nay, làm các website vân vân cho sự phục vụ Phật sự nói riêng và công việc phục sự đạo pháp dân tộc nói chung. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, về cái thời biểu sinh hoạt ở trong ngày thì phải nói rằng từ đây, từ hôm nay cho đến ngày 4 tây, chúng ta có thời biểu tương đối rất là bận rộn cho các học viên. Nếu nhìn vào lịch trình thì 8 giờ sáng chúng ta điểm tâm và 9 giờ 30 tối thì chúng ta đi nghỉ, hơn tổng cộng khoảng chừng 13 tiếng rưỡi đồng hồ trong ngày. Do đó phải nói một điều rằng tất cả những người đến tham dự phải hết sức là khéo, làm thế nào đó mà chúng ta dành tối đa những cái thì giờ có được để nghỉ ngơi và không có quá phung phí sức khỏe của mình, bởi vì nếu không thì những ngày cuối cùng chúng ta sẽ rất là mệt. Năm nay chúng ta có một điểm rất là đáng vui mừng là Chùa Điều Ngự đã tạo mãi được một cái cơ ngơi, là cái hội trường chúng ta sẽ có cái này rộng lớn. Tuy nhiên nó vẫn còn là một vấn đề khó khăn, bởi vì quý vị thấy rằng trong những ngày sinh hoạt giữa ngày chúng ta cần dùng nghỉ ngơi, và ở đây không có máy lạnh. Do đó chúng tôi nghĩ rằng mỗi một học viên về đều bằng cách này cách khác, chúng ta cố gắng để làm thế nào để giữ những sức khỏe cho tốt, và ở mức cứ lúc nào ngồi được thì nên ngồi. Và dĩ nhiên là chúng tôi nói rằng nếu quý vị có chỗ nào mà ngã lưng được thì cố ngã lưng, tại vì mười mấy tiếng đồng hồ trong ngày không phải là một cái thời biểu mà không có bận rộn, do đó chúng ta phải khéo léo về điểm này. Dĩ nhiên là lớp học đầu cũng có phần khai giảng và phần bế giảng, nhưng mà trước phần bế giảng thì chúng ta sẽ có một chương trình để thu hoạch thử xem trải qua trong nhiều ngày như vậy chúng ta có được những hấp thụ nào qua những chương trình giảng dạy của những môn học. Và chúng ta cũng đặc biệt lưu ý một điều rằng vạn sự khởi đầu nan, đề xuất về đại học hè năm nay tuy rằng đầu tiên, nhưng mà quả thật đó là một bước đầu mà đòi hỏi cho chúng ta phải cân nhắc rất là nhiều để cho những chương trình của năm tới. Và dĩ nhiên là cái gì cần cải thiện thì chúng ta sẽ cải thiện. Và do vậy phần cuối khóa vào ngày thứ hai, tức là 4 tháng 7, sẽ là một phần trải nghiệm rất là thú vị, bổ ích, nhưng mà cần rất là nhiều cái sự kết tinh, đóng góp, cống hiến của tất cả các học viên. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, như đã nói rồi, chương trình chi tiết đã có nằm ở trong nguyên cổng năng, không nói nhiều ở tại đây, chỉ xin phân tắc lại một điều là chúng ta có một thời lượng từ ngày hôm nay 30 tháng 6 cho đến 4 tháng 7, và phần đầu chừng hai ngày đó thì chúng ta tập trung vào những chương trình Phật học, và ngày hai ngày sau đó thì chúng ta tập trung vào những cái chương trình có tính chất là kỹ thuật, nhất là kỹ thuật tinh học, kỹ thuật truyền thông, kỹ thuật vận động báo chí, và dĩ nhiên có phần lịch sử Phật giáo, như là những trang bị cần thiết cho các học viên có cái kiến thức tổng quan về Phật học.
Lời sau cùng thì xin thay mặt cho ban giám khảo, ban tổ chức mong rằng tất cả các học viên sẽ tìm thấy ở đây những cái một cái cơ ngơi tương đối là thích hợp cho hóa giải, đồng thời chúng ta tìm cách nghỉ ngơi, giữ sức khỏe ở trong những ngày mà chúng ta đang tổ chức đại học hè ở tại đây. Sức khỏe quý vị tốt thì tinh thần sẽ tốt, sức khỏe tốt tinh thần quý vị tốt thì có nghĩa là bảo đảm phần nào sự thành công của chương trình đại học hè Phật giáo năm 2011. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn thầy tòa. Chúng con xin cung kính cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm cùng đứng lên, cùng kính mời toàn thể quý vị Phật tử cũng như học viên chúng ta đứng lên niệm Phật trước khi lời cảm tạ. Diễn dương chánh pháp, đào tạo nhân sự để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Mặc dù đã ấp ủ trong nhiều năm, nhưng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở bên phòng 2, viện hóa đạo vẫn còn khiêm tốn. Do vậy, Đại học hè Phật giáo năm nay mới được tổ chức, hầu đem lại lợi ích cho tha nhân. Chúng ta không thể bó tay trước những hoàn cảnh khó khăn đó. Và để phục vụ đào tạo nhân sự, mặc dù khó khăn, trong bước đầu cơ sở còn hạn hẹp, thiếu thốn mọi bề, nhưng ban tổ chức không thể không vượt qua những khó khăn đó. Và đặc biệt, khóa đại học hè năm nay đã được học viên ghi danh tham dự rất là đông đủ. Chúng tôi rất là vui mừng và xin thay mặt ban tổ chức chúng con
chúng tôi xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức giáo phẩm, chư vị giáo sư, các khối yểm trợ và đặc biệt nhất là các học viên đã tham dự. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho khóa học hè năm nay được thành tựu viên mãn. Chư liệt quý vị luôn luôn tinh tấn trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, phục vụ đạo pháp và dân tộc. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân bạch cô cùng giáo phẩm, xin thưa toàn thể quý vị, quan khách, đồng hồ Phật tử, quý học viên, chúng con xin được thông báo ban tổ chức cho biết rằng số học viên ghi danh cho khóa học hè Đại học Phật giáo năm nay số lượng 150 người tham dự. Trong chương trình thì không có ghi cái phần gọi là chấp hành đơn nguyện, nhưng còn thiết nghĩ và rất quan trọng, và cũng để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm cho khóa học hè đầu tiên được tổ chức. Chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức giáo phẩm cùng quý vị quan khách ở lại để tiếp tục chấp hành lưu niệm cho ngày kỷ niệm chương trình hôm nay. Xin kính mời quý anh chị trong ban tổ chức có thể sắp đặt để lại để tập tục tấm hình công nghiệp trước khi chúng ta bế mạc. Xin mời quý ngài về tổ liêu, xin mời quý anh.